Xin kính chào các bạn. Đây là chiếc đồng hồ Marine Sport có khả năng kháng nước 100M với ren xoáy phía sau, dây cao su, mạ đen carbon. Với chống nước 100M thì đủ cho hoạt động bơi lội thoải mái. Đây là chiếc Marine Sport có nắp ren xoáy và có cái modem là 604, được sản xuất với máy quắc của Nhật Bản. Đồng hồ có cái đặc trưng là bezel màu xanh rất đẹp và là bezel xoay hẹn lặn dưới nước. Dưới nước thì khi mà tối chẳng hạn thì chúng ta cũng cần xem là mấy giờ rồi, ví dụ như thế, thì cần phải có dạ quang sáng, thì đồng hồ này đáp ứng đầy đủ những tiêu chí đó. Đấy, đồng hồ chúng ta đây. Viền tròn 36mm, dây da điểm bắt dây cao su điểm bắt là 18mm. Phù hợp với nam trẻ, nam sinh, phong cách thể thao và người ưa trẻ. Tức là bạn có thể là 50 tuổi nhưng bạn thích cái phong cách trẻ thì bạn vẫn đeo được, chứ không nhất thiết là cứ phải trẻ mới đeo được cái đồng hồ, ý là như vậy. Đấy. Chiếc đồng hồ thì khi mà mới giá niêm yết cũng có vẻ là cao phết đấy, hơn 2 triệu đấy, 2 triệu 3, 2 triệu 4 đấy. Chiếc đồng hồ các bạn đây, rất đẹp nha, màu sắc rất đẹp.